Trong hệ mặt trời có rất nhiều nơi kỳ diệu vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Vết đỏ lớn của sao Mộc là một cơn bão lớn hơn trái đất. Nhiệt độ bề mặt của sao Kim đủ nóng để làm tan chảy trì. Đỉnh Olympus Mons trên sao Hỏa là ngọn núi cao nhất trong hệ mặt trời, cao gấp 3 lần Everest. Nếu là một người có ít nhiều quan tâm đến vũ trụ, thì đây là một địa điểm khá quen thuộc. Tuy nhiên, trong hệ mặt trời còn tồn tại nhiều nơi tuyệt vời và kỳ bí hơn thế. Dưới đây là 5 địa điểm kỳ bí ít người biết đến. 1. Băng trên sao Thủy. Vì mặt trời quá nóng, nên hầu hết mọi người không bao giờ nghĩ rằng có thể có băng ở gần mặt trời. Nhưng kỳ lạ là băng đã được phát hiện trên sao Thủy, hành tinh gần nhất với mặt trời. Một số núi lửa trên sao Thủy luôn ở trong bóng tối, giữ cho nhiệt độ ở đó ổn định ở mức âm 173 độ C, điều kiện lý tưởng cho việc hình thành băng. Các nhà khoa học tin rằng băng ở đây chứa nhiều nước hơn so với băng trên mặt trăng. 2. Mây trên sao Kim. Bề mặt của sao Kim làm cho chúng ta nghĩ đến địa ngục. Nó nóng và khủng khiếp đến mức đáng sợ. Tuy nhiên, khi lên đến độ cao 48 km từ mặt đất, có một tầng mây rất trong lành tồn tại. Ở đó, nhiệt độ và áp suất không khác biệt nhiều so với trái đất. Ở đây có đủ ánh sáng mặt trời và các hợp chất hóa học để cung cấp năng lượng cho các sinh vật tổng hợp hóa học. Tuy nhiên, có một vấn đề chết người. Có rất nhiều axit sulfuric trong môi trường này. Tuy nhiên, nhiều vi sinh vật trên trái đất vẫn sống trong môi trường khắc nghiệt hơn. Có lẽ sao Kim là nơi sinh sống của nhiều loại vi sinh vật mà chúng ta chưa biết đến. 3. Idea và Dustin. Năm 1993, tàu thám hiểm Galileo đang hướng về phía sao Mộc 3. Idea và Dustin. Trong quá trình này, họ phát hiện một hành tinh nhỏ rất đặc biệt được gọi là Idea. Tàu thám hiểm tiến vào gần Idea, sử dụng trọng lực của nó để điều chỉnh quỹ đạo và thăm dò hành tinh nhỏ này. Sau này, các nhà khoa học đã bất ngờ khi nhìn thấy hình dạng của Idea do tàu thám hiểm Galileo gửi về. Lý do là vì họ phát hiện một mặt trăng rất nhỏ xoay quanh hành tinh nhỏ này. Nó được đặt tên là Dustin, là một mặt trăng quay quanh một tiểu hành tinh chưa từng được khám phá trước đây. Điều đặc biệt khác là cả hai thực thể này đã chuyển màu đỏ qua thời gian do ảnh hưởng của các điều kiện thời tiết vũ trụ. Các nhà khoa học hiện đang rất bối rối về tuổi của Idea và cách mà Dustin đã hình thành. 4. Triton. Triton là một trong số 14 mặt trăng của sao Hải Vương, là một trong những mặt trăng lớn nhất và duy nhất có hình tròn. Nó cũng có nhiều đặc điểm kỳ lạ khiến các nhà khoa học muốn gửi tàu thăm dò. Triton di chuyển theo quỹ đạo nghịch hướng so với các mặt trăng khác, cho thấy rằng nó không được hình thành tại địa điểm hiện tại mà là bị thu hút và bị nắm giữ từ nơi khác. Ngoài ra, nó cũng là một trong những mặt trăng hoạt động địa chất, với các núi lửa băng bí ẩn trên bề mặt. Bề mặt của nó có một màu hồng phớt đỏ đặc biệt do sự hiện diện của các hợp chất hữu cơ phức tạp như hydrocarbon. 5. Iapetus. Iapetus, một trong những mặt trăng lớn thứ ba của sao Thổ, có hình dạng giống như một hạt óc chó với dải xích màu đỏ và bề mặt đen kỳ lạ. Chiều dài của dải xích quanh xích đạo là khoảng 1.300 km và là dãy núi cao nhất trong hệ mặt trời. Một phần của mặt trăng được phủ bởi bụi màu đen rất tối, trong khi phần còn lại lại được phủ bởi lớp tuyết trắng. Cho đến nay, không ai có thể giải thích được hình dạng kỳ lạ này. Tuy nhiên, một số nhà khoa học đã đề xuất khả năng rằng nó có thể được tạo ra bởi các hạt được tạo ra từ một loại núi lửa băng hoặc khí thải từ sao Thổ. Do hình dạng độc đáo của mình, Iapetus là một trong những thiên thể gây nhiều tranh cãi nhất trong hệ mặt trời. Các nhà nghiên cứu về thuyết âm mưu cho rằng Iapetus có thể không phải là một mặt trăng tự nhiên mà là một vệ tinh nhân tạo được tạo ra bởi một nền văn minh ngoài trái đất. Đáng chú ý là hình dáng của nó rất giống với Death Star xuất hiện trong loạt phim Star Wars. Các bạn đang tò mò về điều gì? Hãy cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ đem đến những video thật bổ ích. Snack, KHOA Học là channel về sự hình thành và phát triển của trái đất, thế giới bên ngoài trái đất và những thế lực vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Nếu bạn thích video này, hãy like và subscribe. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.